Sữa gần xong rồi ha anh Út ơi. Rồi, gần xong rồi, gần xong rồi, còn khoảng gần chục nhánh nữa. Đây là cái cây mai ba màu anh chị. Chào anh Sáu nha. Rồi, chào. Chào Út nha. Rồi, chào. Vườn mai Minh Long anh chị ơi. Cây này là cây ba màu, là ba màu nãy lúc nói ba màu gì quên rồi ta. Vàng, cam, kem. Vàng, cam, kem. Đây là cái gốc nó đây anh chị, ở vườn mai Minh Long. Hiện tại là đang bẻ sữa cây này. Cây này là mình bẻ được bao nhiêu lần rồi, rồi trong năm nay rồi anh Út? Chưa, mới vô lần đầu nè. Mới bắt đầu sữa luôn. Mới vô lần đầu luôn. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 anh chị. Thời điểm 11 tháng 6. Thì cái cây này nó đang cái khối tàn nó tầm khoảng cao 1,5 m hơn anh chị. Còn tàn ngang nó là hiện tại là khi mà bẻ sữa vô này về rồi nó toàn thu lại còn có tầm khoảng 1,2 m, 1,3 m thôi, 1,2 m. Bởi bonsai này mình phải chỉnh từng tay chi. Khi không phải như mây tàn, nó vô mây tàn rồi mình để cái gọng này mây sữa rồi mình phải làm cho nó chỉnh. Vậy là cái cây này là anh bẻ theo từng tầng ha Nốt? À đúng rồi. Nó bẻ theo từng tầng tàn thông phải không? Tàn thông chi tàn thông. Là mình bẻ cũng từ dưới lên trên luôn hả? Đúng rồi. Hay là từ trên xuống dưới? Từ dưới lên trên, thí dụ cái đỉnh thì mình sửa trước. Thấy không? Thí dụ đỉnh thì mình làm trước cho nó chỉnh, chỉnh đỉnh. Lúc nào là chuẩn đỉnh của là cũng làm trước. À thí dụ mình làm với dưới từng dưới trước, bữa đầu mình canh được cái trên. À rồi xong rồi mình là từng giữa. Mới chia ra được từng tay. Cái dù cái đầu không chuẩn, cái đít không chuẩn, cái giữa sao không chữa. À vậy là luôn luôn chỉnh cái đầu với cái cú trước nha anh chị. Ừ. Cây nó mới chuẩn cây được. Cái đầu thì mình bẻ dáng lông ha. Đây cái mắt kép đây anh chị. Cái mắt kép là cái đỉnh là anh bẻ dáng lông nha. Em đang quan sát kỹ để về em tập bẻ cái cây mà chú Sáu Bình Dương cho em á bà con. Đó. Đây cái đỉnh nè. Chú Sáu Mai à. À chú Sáu Mai. Chú Sáu Mai. Chú Sáu Mai có cho em một cây tứ quý cũng khá đẹp anh chị. Ở nhà em cũng mới bẻ sữa cái ngọn y vậy luôn, nhưng mà bây giờ cái cây đó tại vì trong năm á cái em lỡ ở khúc giữa này là lúc đó cái cây đó bẻ lơi nó không được cái khúc dưới á, khúc đầu đi dưới đây thì bẻ gắt nè, xong lên khúc giữa là bẻ lơi. Ai bẻ là lúc đó là có sẵn à, nó có sẵn à. Còn bây giờ thì nó cái ngọn trên nó cũng bự bằng cái chỗ này rồi. Vậy bây giờ làm sao mình bẻ được ta? À qua coi cái đỉnh nè, là sắn từ dưới đây nè, thấy không nè. Sắn từ dưới đây nè, thấy không? Nè sắn lên tới trên luôn rồi, thấy không? Đó, cái công đều luôn ha. Cái nhà cũng y vậy nhưng mà nó sắn tới chỗ này cái trên là nó hơi bị bẻ lơi á. Rồi giờ nó cái đỉnh cái cây nhà mình là nó bự bằng vậy rồi, làm sao bẻ được nữa? Được. Quấn kiểm lớn vô, hai nhiều cộng vô, hai ba cộng vô, quấn gắt ngay đó vô. Gãy không? Gãy sao gãy. Đây tôi quấn gần cẳng cái quấn được. Nhưng mà bây giờ mình tranh thủ lỡ bị vậy rồi mình phải bẻ chứ, bẻ sớm phải không? Ừ. Chứ không thôi là nó khó lớn bẻ. Nào nó khó bẻ chừng đấy. À lớn là khó bẻ. Ở nhà anh chị có bị gì không? Mình làm lại luôn anh chị ơi. Đó. Canh chỉnh sửa gì cái đầu này, ví dụ cái đỉnh rồi thấy không, sắn luôn phải nó vậy, sắn kiểu dáng lâu ấy, cái ốc ra như thấy không. Rồi em quay cận cho anh chị xem anh bẻ các cái độ gắt của nó nha. Đây, trời, gắt không bà con hay là lơ. Bởi vậy là cái này xong rồi ha. À xong rồi, xong rồi, giờ qua đây chỉnh sơ cái cây này cái. Bây giờ để em cho anh chị xem một cái nhánh ảnh bẻ ra cái dạng bàn tay nè anh chị. Đây cái nhánh dưới đây ha. Đó ha, dài đó. Nhánh dưới đây là ảnh bẻ đi theo bàn tay. Vậy cái này là ảnh bẻ theo ngược kim hồ hả? Kim đúng kim gì được, ăn thua mình làm cái chiều cho nó đúng rồi. Ví dụ mình sửa hướng nào cũng được đó. Bẻ kim khi nguyên kim vậy, nhưng mà cái do cái độ lắc của mình. Kiểu như mình bẻ ra giống như cái bàn tay cái bông hoa đúng không? À, nó nở đều ra hai bên đó ha. Ừ.
mình lắc ra rồi từ một cái nhánh này mấy nhánh kia mình cũng làm theo y vậy luôn. Đó thì đó cũng mới binh chi vậy. Chứ ví dụ bàn tay, ví dụ bàn tay mình sửa như vậy đó, như vậy. À. Thấy không? Thì mấy cái kia nó cũng y vậy luôn. Đó. Cứ vậy là lên từng tầng. Mỗi tầng cách nhau tầm khoảng cỡ 10 15 cm anh chị ha. Ví dụ như mai này nói chung về sửa tầng nhưng mà là phải kín chút, chứ không phải như cây xanh. À. Ví dụ cây xanh á là phải là giật phải từ một tắc phải 7-8 phân là hở cách ra vậy là nó mới đúng cây xanh. À. Tại vì mai mà làm sao giống được phải cây xanh. Đúng không? Nó phải kín. Mình mai là mình phải từng nhưng mà kín. Nhưng mà lúc mà lãi ra là bông nó cũng đi từng. Còn cây xanh á người ta chơi lá, hiểu không? Ví dụ cây xanh chơi lá thì nó khác, rồi cái này mình chơi bông qua nó khác. Rồi mình bẻ cái này tới khi nào mình thả ra rồi tháng 8, tháng 9 rồi mình chơi lần nữa hay 2 sao? 2 tháng nữa, cỡ 2 tháng rưỡi nữa là tháo. Mình tháo ra. Tháo ra để chừng nửa tháng nữa mình xả đi, rồi nửa tháng sau mình quấn lại nước thứ hai. Dạ tới cỡ chừng tháng 7 ha. Ừ, tháng 7 tháng 8 đó. Tháng 7 là mình thả ra cái xong tới tháng 8 mình dứt cái nữa. Như này nè đó hay không? Ví dụ như nửa mình sửa cái nửa mình sửa thêm mấy cái này nè, tháo ra cái mình quấn thêm mấy cái này nè, thấy không? À. Nè. Này là siêu bông Sài Gòn nè. À. Thấy không? Nè ví dụ như đó nó nhỏ quá, đâu có sửa. Nè giờ nó ra cỡ hơn 3 tắc rồi nè, thấy không? À. Gần 3 tắc rồi đó thì nửa mình tháo cái này ra, nửa mình sửa này. Thì cái cây nó phải tròn đẹp này kia. Nguyên tắc anh vô kẽm là coi như là một cái đọt nó đi ra tầm khoảng chừng 20 tới 30 rồi anh mới anh bẻ vô cái đọt đó cho nó đứng lại rồi để cho mấy cái đọt khác nó nhảy ra ha hay sao. Dùng cái gì nữa ra vậy đó mình mới sửa ngay đây thấy không? Ừ. Đi ngay đây kìa. Nè thấy không? Nó đặt liền ngay khúc này liền. Ví dụ không có nhánh này thì nó trống không? Ừ. Thấy không? Phải có ngay đây. Thì mà anh đi kẽm cái này là cái nhánh này khừng lại đúng không? Rồi đó nè, bây giờ chuẩn bị nó ra nè thấy không? Là mấy thằng này nó nhảy ra. Ừ, đầu nó chuẩn bị nó ra nữa nè. Đó, nó chì nè, mình cắt đây thì nó tức nó bị nhảy mấy ngày. Ra thì nó mới đều. Chứ đó thì đang hỏi anh cái nguyên tắc là để cho các cái cành cành nhánh của nó là phải mập bằng nhau. Nhiều khi cái thằng này nhỏ, thằng này lớn, thằng này lớn, thằng kia nhỏ, nhìn cái xương nó không đều. Cái xương nó không đều. Mình phải cắt. Anh có thể nói lại cái nguyên tắc để làm cái xương đều cho. Bà con ấy. Rồi mình chỉnh tỉa như mình canh, ví dụ mình canh này dài quá thì mình ngắt. Thì bắt đầu nó nuôi này lên thì nó mới điều này, ví dụ như vậy. Thấy không? Ví dụ ba nhánh gì, ví dụ như nửa này nó ra dài mình ngắt này cái cho này vượt. Thấy không? Thì này vượt ra nó điều. Nó phải cái gì đó ví dụ như vậy đó mà như là mình là không ngắt cái là nó ra rồi hai ba nhánh nào vậy tính ra là một cây nếu mà không rành mai giống như em là làm cái thời gian nó lâu lắm nha anh chị cái mình phải canh từng cái coi cái nào dài cái lòng ngắn mình mới đi sửa, vô đúng không sửa cái rồi thấy không là sửa cái nó ra thì hai ba nhánh rồi thấy không cắt cái rồi bắt đầu là tỉa ra nửa mình mới quấn như vậy nó mới đều đẹp đó mình còn phải canh cái xương cho nó đều nữa đúng không đúng rồi chứ thôi anh chị thấy em quay vậy cái mình thấy đốt sao làm lẹ làm dễ quá sao tôi làm theo không giống đó, không? Tôi làm theo sao không giống cái này làm cái ly sơ sơ về nhánh đi cho nó đẹp cái này cái đặc lắm ha cái. mấy năm trước anh Sáu có chụp lại mấy hình mấy cái cây mình nở mấy năm vừa rồi không? Chỉ có chụp vô tao đàn chụp thôi, dưới buôn bán rồi không có thời gian chụp không có thời gian mà chụp. Thôi để tới năm nay cái em quay lại làm cái giống như là làm cái tư liệu để cho khách hàng cũng xem luôn á. Hôm nay vợ hôm nay tôi sửa cái cây này cho chuẩn. Tí xíu nữa, tí xíu nữa mình quay cái cây đó cho anh chị luôn ơi. Hay giờ mình quay luôn đi. Rồi quay đi, quay đi rồi đi. Ví dụ mình quay mình sửa chi nó thêm ví dụ cái nào nó đều nó lép. Ví dụ binh thêm nó dài nhánh nó cho nó tròn đi. Rồi nữa mình tháo ra. Thấy không? Như vậy đi. Mà tại cây này mình chơi nghệ thuật là mình phải tỉa chỉnh sửa cho nó từng tay từng chi thấy không ví dụ như đâu phải ví dụ cái cây mới tàn sửa mấy cái hàng ấy khác hàng mình hàng đi thi đấu rồi mình phải làm cho chỉnh cứ mình chỉnh vô mà người ta là tàn là cao nhân rồi nghệ nhân không mà ví dụ như mình làm không chỉnh ta vô người ta đâu có thi được là mình đâu có dự vé được đọc giải thấy không ví dụ mình cây rồi mình làm phải được giải này kia mình đi thi rồi phải được giải chứ mình đi thi mà không được giải thì thi làm gì đúng chưa hiểu như vậy cái cây này nếu mà để nói về cái nguyên tắc
bẻ sữa mà từ đầu cho tới thời điểm bây giờ thì cũng khá là lâu, giống khá lâu à, nhìn, khá lâu. Nhìn vậy mình nó ra không, không phải là ấy đâu, lâu lắm cái này sữa cực lắm, binh ra phải từ từ, lâu không phải đơn giản. Ví dụ như quấn thêm nó hai ba nhánh này nữa như vậy á, là phải từ 5 năm cho đến 6 năm. Mà cây này đúng là hồi từ lúc đầu anh bắt đầu làm cây này thì nó bự vẫn cỡ cây nào? Nó cách đây mấy năm? Nó nhỏ thôi, nó cỡ cái thân của nó đó, cái tài ấy. Rồi mình thấy nó ưng ý mình. Nhỏ là mới, cái đỉnh quan trọng là quan trọng cái đọt đó, cái đọt đỉnh này tôi cắt hôm nay là mấy năm liền á, bởi tôi cắt luôn luôn không có cho lên cao. Ở đó là trên hòn núi ha. Dạ. Là có dòng thác nó đổ xuống. Dạ. Nó đổ xuống mà nó ôm cái chậu. À. Đó, cái ý tưởng cái chậu này tức là ở trên là một cái ngọn núi. À, có cái dòng thác nó sẽ chảy xoay tròn theo cái chậu. Trời ơi, xoay tròn theo cái chậu. Từ cái nó giống như cái này kiểu như là cây xanh, kiển xanh luôn rồi đó. Không, mình làm mà phải đi thi hàng thi đấu là kỹ lắm. Đây anh chị ha. Quấn đó, cái mặt sau của nó nè. Tính ra là nó cũng ôm tròn luôn rồi đó. Nó ôm tròn hết rồi. Nó như dùng thác rồi đó. Cái này Tết là nó sẽ ra tới đây luôn hả anh? Rồi nó đó. Đây Tết nó ra tới đây luôn anh chị. Nó ra tới đó đó. Đó anh ra bữa mình đó anh diễn tả cho mọi người xem cái tài Tết là nó sẽ ra. Nó ra đều. Nó sẽ dày ra từ khúc bên đó ra tầm khoảng 20 nữa anh chị. Còn khúc đầu của nó nè. Đó lúc đầu của nó là bắt đầu ghép. Cái này cái bắt đầu ghép nè. Cái mục ghép nè. Một ghép nè. Này anh ghép cái gì đây? Hai mục nè. Dạ thu đất phải không? Dẫu thu đất không? Toàn bộ dẫu thu đất không? Đó, trước ghép một ở đó. Ở đó. À. Cái ở đỉnh một cái ha. Rồi ở đâu nữa anh? Đây một cái nè. Đây một cái. Đây hai cái. Đây ba cái. Dưới đây. Dưới đây. Xuống dưới mình coi anh chị. Đó. Đây cái nữa nè. À bốn cái. Đây cái. Đây cái năm cái. Đây cái. Sáu cái. Đây cái bảy cái. Hồi sáu cái. Ở đâu bên đó có một cái à? Cái đỉnh nó có một cái. Cái chỉnh nó chưa. Vậy hồi xưa nó tới đây thôi nè anh chị. Ừ đó. Nó chỉ tới đây rồi. Tới đây thôi. Mà tạo ra được cái dáng như vậy là cũng cả một cái vấn đề. À. Đúng không? Hồi xưa nhưng mà hồi xưa cái thân này nó cũng thành cái thác luôn nè. Nó mình à. cái cây này nó cũng như cái thác cái tự tựa rồi. Tựa anh á. Mà mình ghép vô được mà mình chỉnh ra vậy là cũng hơi là khá lâu một chút. Dạ. Cái này hình như là cái này thấy bán đổ hả anh? Còn như cái đổ là nó phải xuống tới đáy luôn phải chứ phải không? Đổ nhưng mà nhiều cái mình nó ôm theo cái dòng mà mình cho mà. Mình cho nó vậy luôn nè. Nếu mà cái này mình cho nó xuống nè. À thí dụ mình cho đó, xuống vậy xuống vậy đó. Xuống tới đáy luôn á. Là xuống tới đáy luôn. À thấy không? Thấy không? Giờ xuống tới đáy. Nhưng mà mình vậy nó cô cũng mất hay vậy nó ôm như cái lưỡi liềm. À nó ôm anh chơi tới nửa chậu thôi. Chơi nửa chậu thôi. Thí dụ như vậy mình xuống kịch vậy à. Nó xuống tới dưới luôn á, xuống tới đụng đất luôn. Bây giờ mình chơi ngang vậy đi. Ở như một cái nhánh vậy là anh ghép 6 cái nha anh chị. 6 bò. Hai bò ở phía bên này mà bên này là bên này 3 bò. Bên này 3 bò ha. Bên này 2 bò nữa với cái bò đọt chủ ha. Đọt chủ là cái thứ 5, còn cái đỉnh là cái 6 anh chị. Đó. Rồi cái đọt chủ nè. Cái chủ bẻ đọt chủ mới quan trọng đó là anh chị. Đó, đọt chủ anh bẻ. À, đọt chủ đúng. Đọt chủ là quan tôi là cái đọt á. Dạ. Đây cái đọc chủ cái xương đó anh chị, xương sườn của nó đó. Làm ra nghệ thuật được không ba con? Kìa, nói nghệ thuật không? Cái cây này tính ra anh canh dữ lắm á. Đúng rồi, phải canh. Anh canh dữ lắm. Canh. Nhiều cái nó sệ á là mình phải cột kẽm mình câu lên. À. Mình câu lên, mình câu lên cho cái chỗ nào cho nó thích hợp. Rồi bắt đầu mà mình mới sửa chi. À. Cây này có bữa vô tao đèn có ai mà có nhiều người tao quay cây này cây nghệ thuật mà dạ. Tao quay phim chụp hình đồ nhiều lắm. Có ai nói cây này tôi 70 tuổi mà tôi lần đầu tiên tôi mới thấy cây này đúng, không? Có luôn hả? Có luôn. Người ta nói tuổi tôi như vậy là lần đầu tiên tôi mới thấy cây này á. À vậy luôn hả? Rồi mình em sửa vậy được không bà con? Hả? Sao giờ mình làm cây này nghệ thuật gì được không bà con?
hay mình không biết làm. Đây, để em quay cho anh chị mốt mình bắt trước theo nè, muốn bắt trước cây này là chắc cũng hơi tốn thời gian bộn à, bộ thời gian dữ lắm nha. Vì cây này nếu muốn làm chuẩn là phải 5 năm. Từ cái mắt ghép đầu tiên mà ra cho tới cái ngọn ở đây là phải hơn 1 mét anh chị, 1 mét 2 á là bẻ cong cong lại rồi đó. Đó. Bẻ cái độc chủ nè. Quá trình đây là một cái quá trình rất là dài. Bởi vậy nói cái cây này là trước mà có người trả 85 triệu anh không bán đúng rồi. Tại tính ra cái tiền công mà bẻ mỗi năm gì không là biết bao nhiêu. Đúng rồi. Cái tiền công của nó. Không mà nói tiền thì mình thấy cũng ham thiệt, nhưng mà cái sự đam mê của mình quan trọng là cái mình làm là phải có sự đam mê và có cái hồn á. Dạ. Đúng không? Dạ. Đây anh chị thấy không? Bẻ ra được. Bây giờ giờ Hồng nha, rồi bây giờ cây này kết thúc đi ha, bây giờ Hồng quay sơ cái cây đạt quy chương vàng chưa sửa. Rồi kỳ sau rồi để coi sửa như thế nào. À cây đó là chưa sửa gì hết. Chưa sửa gì hết đó. Đâu bây giờ đây. Chỉ có bấm sơ thôi, bấm sơ để. Ở ngày nay rồi Út nó sửa rồi tuần sau quay cây này coi như thế nào. Sửa rồi tuần sau. Bây giờ mình quay cây chưa sửa rồi tuần sau quay cây sửa rồi. Là mình nó như thế nào. Hiện tại cây này là anh chưa sửa nước nào chưa luôn. Chưa sửa nước nào á. Chỉ có năm mấy năm ngoái sửa thôi chứ mấy năm ngoái chưa. À, hiện tại là cây chưa sửa, là chưa sửa mà cứ con vô là người ta lần sau người ta giao sửa. Đó. Hiện tại cây này đạt giải quy chương vàng 2020 nha anh chị. Đó, nguyên một con sư tử ha. À quá, nguyên con sư tử, con gì đây nữa nè. Nói chung mỗi người thì mỗi cái cảm nhận cái hình nó khác nhau anh chị. Dụ em giống con bồ cạp không? À, như anh Sáu Long á thì ảnh nhìn con này con bồ cạp. Còn em nhìn con này giống như con sư tử. Có đuôi nè anh chị. Này đúng từng không? Con nguyên con thú ha. Đây, bên này. Đầy đủ tai chi anh chị. Cốt ghép của nó nè. Đó. Ở cây hiện tại là chưa sửa gì hết. Cây này cây mai vàng Thủ Đức luôn hả anh? Thủ Đức luôn. Đúng mai rồi. Vàng cái Thủ Đức. Cây này được mấy mùa rồi anh? Cây này cũng lâu à. Cốt ghép nè anh chị. Nè. Được gần cả chục mùa rồi đó. Dữ vậy hả anh? Chục mùa luôn. Chục mùa đó. Vậy là cây này tính ra cây này cũng là một trong những cây tâm huyết của anh nè. Chục mùa lần mà. Đâu phải ít. Rồi cây này hẹn gặp lại anh chị các bạn ở tuần sau. Cây đạt giải vàng ở vườn mai Minh Long sẽ sửa lại thành cái cây như thế nào nha anh chị. Đúng. Ở còn cái hiện tại cây này là sửa ok hết à? Ok rồi đó. Bây giờ hoàn chỉnh rồi đó. Cây này là hoàn chỉnh rồi đó. Mai mình đi nước thứ hai nữa. Còn đi chừng qua tháng 7 mình mở kẽm, tháng 8 mình đi nước thứ hai nữa là xong. Nước thứ hai nào dư cắt bỏ. Nước nào dư cắt bỏ. Dư cắt nào chưa thiếu. Nào thiếu mình sửa thêm. Sửa thêm. Mà nó đồ nghệ thuật. Nó phải từng từng mới được. Em đang quay cái đỉnh cho anh chị mình quan sát lại cái đỉnh đó ha. À, quan sát lại cái đỉnh. Tất cả đỉnh anh đều chơi cái gián lông hết. Hiện tại là cái đỉnh đang đẩy lên tầm khoảng cỡ 80-90 anh chị. Đó. Và chắc Tết là cái đỉnh nó cũng được dừng lại chỗ đó luôn hả anh? Đó. Để đỉnh để dừng lại bây giờ là cho nó dừng lại chỗ đó rồi. À tại anh này chắc không biết là phải anh canh cái đỉnh đó là nó dài bằng cái ly luôn không? Ừ, mình không? Phải canh chứ. Canh bằng dài cái ly luôn sao anh chị? Phải canh. Cái ly nó dài nhiêu là cái đỉnh nó dài nhiêu á. Rồi ra cái từ cái đỉnh chiều cao cái đỉnh từ đây lên đây là em thấy cũng bằng từ đây ra đây luôn nè anh chị. Đó, nó dày vậy đó. Rồi khúc này mấy mốt mình có định cho nó ra đây luôn không anh? Hay là tới đây là không, chuẩn không, là đủ không, rồi. Tới đây là chuẩn rồi. Vậy là đây chuẩn rồi ha. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Còn mặt này luôn luôn phải để lại để ta thấy cái ly đúng không? Đúng. Mình nửa Tết xong. À. Mình cắt bẻ lại vô cái chỗ cũ lại. Cũng như vậy thôi. Cũng y vậy để cho nó mập chi ra thôi. Nó cũng ra như vậy cũng sửa lại. À. Để cho nó mập chi thôi. Nhích chừng vài phân thôi. Ví dụ Tết năm sau mình nhích ra chừng 1 cm ha. Ví dụ như 1 hay đây là ví dụ ngay đây. À. Cắt ngay đây. Ra nuôi chừng lại 1 cm đây ha. Mình nuôi lại. À.
À, mỗi mỗi năm mình cho nó ra 1-2 xăng thôi. À, đồ rồi, này là đâu cái. Hồng quay cây này tôi giới thiệu cây này. Đâu cây nào nữa? Không, ở cây này nhưng mà nó tầm thường nhưng mà nó rất là những cái tay mà điêu luyện chơi á. À. Bởi vì nó xanh là bên xanh bên tử. Không, bên xanh tử, xanh tử. Có xanh là phải có tử. À. Cây này cũng có nhiều người ta thuê nè, khi mà ông già người ta cũng đang hấp hối á, người ta thuê cây này về người ta chơi mà ông già tỉnh lại luôn. Ồ vậy hay ta. Hay ý nghĩa, ý không, nghĩa cái ha. Cây này nó rất là ý nghĩa chứ không à. Là ấy. Tức có trong cái tử của nó là nó có cái cây xanh nó mọc lên xanh tốt là có xanh tốt. Thể dương lại cái sự sống cho sự dương lại sự sống á. À, cây này cũng ý nghĩa. Cây này ý nghĩa lắm á, cây này là ý nghĩa lắm á, cây này nhiều đúng là chơi là phải biết. Mà sao anh kiếm được cái gốc cái bên mà cái này mình ghép vô cái này tự đó? Nhiên nó chết bên đây à chứ không phải anh ghép vô hả? Không phải ghép nên tôi mới tạo bên đây là cái dáng rồng nè. À anh đó, sơn lại hả? Sơn lại với mài dũa nè, nó thành ra lúc đó là cái bên đây là cái dáng rồng mà bên đây là xanh nè, bên đây tử. Em tưởng anh kiếm cái gốc anh đắp vô không anh dán lại chứ. Tự nhiên cái gốc này là tự nhiên của nó. À tự nhiên luôn ha. À, mà bơ bên xanh tốt ghê không? À. Bên xanh rất là mạnh. À. Bên tử chết mà bên xanh rất là mạnh. À tại em đang định nói cây này nếu mà anh ghép vô vậy thì nó cũng ý nghĩa nhưng ý nghĩa do anh tự tạo. Ý nghĩa do mình tự tạo nó. Còn cái này là ý nghĩa. Cái này là cây của thiên nhiên luôn. Thiên nhiên luôn. À. Ý nghĩa của thiên nhiên luôn. Cái này là cây thiên nhiên luôn anh chị ơi. Nãy giờ em ở đây tưởng ảnh ghép cây không à? Không, này không ghép cây mà nó tự nhiên. Mà có người, có người. Nhưng mà thưa, hồi trước là người ta mướn cái cây này, ông già đang hấp hối chết. Đem về, ông già sống tỉnh là 3 năm, ổng mới chết rồi. Nó mới không chơi nữa. Chứ hồi trước năm nào là nó cũng đi xuống đây, nó kiếm cây này hết. Ờ, hay. Cây này vậy, cây này tự nhiên nhanh vậy, không phải là cố tình ha. Đó. Tự nhiên nó có phía bên đó, còn cái này cũng cái thủ đức ha anh? Dạo thủ đức á. Hồi xưa là anh chơi chuyên về thủ đức ha. Chuyên về thủ đức. Rồi thôi cái clip này em tạm kết thúc ở đây nha anh chị. Để tuần sau quay tiếp cho anh chị xem cái cây giải vàng ở vườn mai Minh Long chỉnh sửa như thế nào nha. Rồi em xin tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái clip tiếp theo. Chào cảm ơn. Rồi, chào. Sáu Long nha. Rồi.